Phạt lại. Chúng ta đã tiếp tục nghe hát then ở lễ lẩu then Than Quảng. Chuẩn bị hát rồi. Then Hằng hát. Dán xong mới viết chữ à thầy? Vâng ạ. Ao hết. Ghế gì bà? Ghế to nhỏ? Vâng. Không phải. Lấy ghế nhỏ thôi chứ. Cái to mà. Dạ. Bà lấy cái vỏ hộp xong bà ngồi xuống thềm cũng được. Cái bậc kia là cao mà. Mạ ơi, mạ chuẩn bị rồi. Ba cha con ở Châu Bành. Chưa được. Đẹp trai nhỉ, thằng Thắng. Có phải Thanh Ngọc đấy không? Thanh Ngọc xinh tươi đang đến rồi. Chết nữa là chết rồi. Con chào cha, chào ông bà. Xem Thanh Thắng trên Facebook. Thanh Thắng này. Xem Thanh Thắng trên Facebook mãi hôm nay mới gặp đấy.
bây giờ ba cha con cười tươi. Chào chị Ngọc nha. Cháu chụp được rồi nha. Ba ơi, ba hen trẻ này tên là gì? Hướng á? Hướng. À hướng. Hồi hướng. À hướng nghiệp. Tưởng hồi hướng. Hen dụ này, dụ hay du? Dụ à? Dụ chuyên dụ người à? Chuyên dụ dỗ được ai? Chuyên dụ dỗ. Hen nữ kia là tên gì à? Dạ. Huế à? Huế tình yêu của tôi à? Ây à, các then này bắt đầu chụp ảnh đây. Con đi ra con. Con này ơi. Chụp bé. Chụp ngang hay chụp gì? Đấy, chị tôi cao lắm. Lùi lại một tí mới chụp được chị ạ. Chụp ngang mới đủ hết mọi người. Chụp ngang mới đủ hết mọi người chứ. Về đây em chụp cho. Nhưng mà chụp ngang nó nhìn bé tí ấy bạn. Không bé đâu, mình cho nó... Mình... Xa xa nhỉ? Thì phải thấy hết mọi người chứ. Cả hết tàu. Ô, thế đằng sau một hàng không chụp à? Đằng sau lên nữa đi. Đằng sau lên hết được mà. Đứng vòng cung là được hết mọi người đấy. Anh này là bên nào con mình khỏi nó. À và con trước phải không? Con đâu? Từng này con đi á. Từng này con. Ủa, trẻ thế này mà từng này con rồi. Nào. Cười tươi nhá. Kim Chi nói thế nhá. Thế là ai cũng tươi rồi nhá, được rồi. Cô chị không chụp được à? Đây rồi, máy này chụp được rồi nhá. À luôn. Về đây chụp cho, về đây. Về đây em chụp cho thầy ơi. À luôn, phảo. Thầy bỏ đi trước. Nghiêm chỉnh nhá. Bà đừng dịch vào đây nhiều nhá. Anh làm camera. Đâu, từ từ. Cái máy ảnh, cái phần mềm này chụp hơi khó đấy. Không biết chụp cái phần mềm này. Phần mềm này chụp và không nhận ra người luôn. Nhưng mà sáng của bên đằng sau xuống. Đằng sau sáng hơi một tí, hơi cái nắng xuống. Tiến lên một tí, tiến lên một tí. Đấy, tiến lên một tí nhá. Bố mì tỉ mày, khỏi hèn tương mày, mình chừng bố mì cứ tỉ. Ờ, đúng rồi, cái nắng chiếu vào đi. Nắng chiếu xuống nhiều lắm. Khỏi hèn tương mày, mình bố mì cậy. Thôi, cứ đứng đây hai kiểu đó nhá. Tụp như này cho người cao vút lên nhá. Nhà nhầm bốn sao lắm lắng ngang, cứ thấm bé. Có phải bấm vào cái to kia không? Bấm vào cái to bé. Có phải lưu không? Tự lưu không? Đấy, nó cứ tứt tứt luôn. Hỏi nhiều quá, mất hết định tính rồi. Kim Chi. Chi. Thả một cái xem nào. Thả tim. Thả thấp ngang nhau đi. Lên tí nữa. Bây giờ chụp được nhá. Mời quý vị tiếp tục nghe các then đi vào cửa tướng lễ lẩu then Quảng ở Bình Gia. Vướng bài không bà? Dạ. Dạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Viết chữ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay hệ cha đâu bằng con nói bằng cho 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 bằ
lấy ông đọc cùng số Okay.
Thank you.
Xé cái lá ra em ơi. Lá bé bé thôi, một ít là được rồi, gọi là có cái lá là được rồi. Một ít thôi. Xong rồi cho một con lên ra tiền nhé. Một con lên ra tiền. Tiền cùng hả? Không. Cho tiền cùng. Cho hết nước này anh ơi, anh ơi, anh ơi, cho hết nước ra đây. Đấy. Đọc hết nước ra anh ơi. Từ từ đã anh ơi.